bình tĩnh nhá, anh đi một tí xong anh về đấy nhá. Đây, con ăn thêm đi nhá. Đây này. Sao nay con ăn ít thế? À. Không phải là anh khen tôi mà tôi chê đâu. Tôi nói thật nhá. Anh giờ này không soi gương à? Sao? Sao cứ rắc đầy hạt tiêu trên tóc thế? Đầu hai thứ tóc rồi đấy. Muốn mà cặp với một em mà xinh tươi chân dài cỡ bằng tầm một nửa tôi ý, thì ít ra phải soi gương thường xuyên hàng ngày, phải Juventus đánh bóng bản thân mình lên nhá. Chứ còn không á, mà nhìn thế này cái gì chỉ bớ được mấy con yêu tinh nhìn nhện, người trông cứ như nhái bén, hay thức mặc đồ nón chuối, mặt thì phụ huynh, mà rất thích cái phong cách là học sinh thôi nhá. Sau này tôi già đi nhiều à? Hỏi yêu tinh nhìn nhện đi biết. Con trai, đi chơi với bố nhớ về sớm với mẹ nhá. Này, tí nhớ khoe cái vụ mẹ con mình bàn với nhau ấy. Thì cái vụ mà con được đi chạy hè âm nhạc ở Singapore ấy. Vâng ạ. Mẹ đi nhá. Đi đi. Nhớ đấy. Con chào mẹ. Bye bye. Này, bố dạo này già đi nhiều à? Không, trông bố cũng phong độ lắm. Lâu rồi mới gặp bố nhá, con vui hẳn ra. Đấy, thế mới là con trai bố chứ. Bố chỉ cần nghe thấy con nói như thế là bố biết IQ của con cao rồi. Không giống như mẹ con, chỉ giỏi làm người khác bực mình thôi. Ơi, anh đây. Sao? Em mệt á? Ôi, anh bảo này, thôi nào nghe anh, bình tĩnh. Bây giờ em lên cái bàn trang điểm ý, anh để thuốc cảm đấy nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Bố ơi, lấy thêm. Con mời bố ăn cơm ạ. Lúc nãy mẹ con nhắc cái gì mà cái gì chạy hè ấy nhỉ? Sao bố không nhớ nhỉ? À, thực ra con được giải ba trong cuộc thi âm nhạc đấy bố ạ. Được tổ chức vào cuối tuần trước. Cái hôm mà bố có lịch bay nên không đến được đấy ạ? Biết rồi. Buổi biểu diễn cuối cùng là được tổ chức ở Singapore. Nhưng mà người ta chỉ tài trợ cho những người đứng đầu thôi. Còn người khác thì phải tự túc ạ. Đợi bố chứ. Anh này. Sao thế? Em khóc à? Ôi, anh bảo này vợ ơi, cứ bình tĩnh. Một tí nữa anh về nhá. Bố ơi. Nghe cũng được đấy. Bố bảo nhá, con về bảo mẹ nhá, chuẩn bị hết tất cả các loại giấy tờ đi nhá. Hóa đơn như thế nào ấy, thì bảo nhà trường gửi về cho bố. Đi Singapore mà chứ cũng làm gì đến mức mà đắt đỏ lắm đâu, đúng không? Vấn đề là... Không vấn đề gì cả. Bố không bao giờ để cho con trai bố phải thua kém người khác nhá. Đây anh này. Thôi được rồi, bình tĩnh. Anh một lát nữa là anh về nhá. Ăn nhá, một lát nữa anh về nhá. Bố ơi, cho con xin đi vệ sinh ạ. Dì mệt quá con ạ. Dì Phương Anh ấy, mà con biết rồi đấy, dì thì giàu cảm xúc, chứ không như mẹ Hòa con, mặt lúc nào cũng lạnh te. Mà con vừa bảo cái gì nhỉ? Con đi vệ sinh. Con đi. Vợ ơi, đợi anh mà, anh đã bảo rồi. Bình tĩnh nhá, anh đi một tí xong anh về đấy nhá. Đây, con ăn thêm đi nhá. Đây này. Sao nay con ăn ít thế? Đây là tất cả các món mà trước đây con rất thích đấy. Nhưng món này cả nhà mình trước đây cùng đi ăn, đi cả mẹ nữa, con nhớ không? Thôi con không ăn được nữa đâu bố ạ. Bố cho con về làm bài tập nhá. Dì khóc quá con ạ. Thôi con chịu khó đi taxi về nhá. Rồi. Đây, đây. Đây, bố cho tiền đi taxi về. Thôi con không cần đâu bố ạ. Mẹ lúc nào cũng chuẩn bị cho con 100.000 để dự phòng rồi. Từ đây về nhà ông bà chắc chỉ tốn 5-60 thôi. Bố đã bảo là bố cho cầm lấy. Con bố không thể nào ra đường với 100.000 trong túi được. Con có phi công hàng đầu cơ mà. Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media.